Sau nửa tháng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra 53 cơ sở đào tạo lái xe được cấp phép và phát hiện nhiều nơi vẫn lưu hành tài liệu giảng dạy cũ, sử dụng xe tải cũ để đào tạo. Thanh tra Sở đã lập 7 biên bản vi phạm hành chính đối với giáo viên đang dạy thực hành lái xe trên tuyến đường khu đô thị Nam Trung Yên thuộc các cơ sở trường trung cấp nghề số 10, trung tâm Ngọc Hà, trung tâm dạy nghề Hùng Vương và dạy nghề Thanh Xuân. Việc đào tạo lái xe này không có báo cáo, không đúng địa điểm được cấp phép, vi phạm các quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Thanh tra Sở còn phát hiện 2 cơ sở tiếp nhận hồ sơ lái xe trong khi không được cấp phép, một cơ sở tại 53 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy và cơ sở thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Toàn Hiền tại quận Tây Hồ. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép đào tạo, hồ sơ được chuyển sang cho Công an thành phố điều tra.